Từ nhỏ trâu tình đã thích tịch tranh, nhưng anh là chị họ. Yêu thành gai, tịch tranh có cô nhưng lại hành hạ cô. Cho đến khi tịch tranh điên cuồng tìm cô mấy năm, lại gặp lại. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu nhìn cô, rốt cuộc là ai, yêu đối phương 10 năm trước. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Tôi không là mẹ kế của người khác. Người đàn ông nắm tay cô bé đáng yêu, bất đắc dĩ cười nhẹ. Tiểu Ngãi, anh và Tiểu Ai đều là của em từ nhỏ thích, dây dưa, truy thê hỏa tán tràng, song khiết, tác phẩm giai đoạn trước thiên vị năm chín năm phối luân phiên ra sân. Chương 1 Vượt sâu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lúc trâu tình được tịch tranh đưa vào phòng tổng thống của khách sạn là lần đầu tiên họ gặp nhau sau 2 năm. Cũng là lần thứ ba gặp mặt trong đời. Cô bị tịch tranh điên cuồng chống trước cửa, cả người đột nhiên căng thẳng. Nam nhân uy hiếp khí tức tình dục nóng rực phun lên cổ nàng. Nàng mơ màng mất đi lực phản kháng, cảm giác như mình sắp say. Đây chính là người đàn ông cô đã lén lút giấu dưới đáy lòng 10 năm. Đôi môi mỏng dán sát vào da thịt của người đàn ông bơi đi, cổ thiên nga mềm mại của cô khẽ rung lên. Từng đóa hải đường nở ra lay động trong xuân sắc, khiến người ta triều mến. Chỉ tiếc, nam nhân trước mặt cũng không muốn thương tiếc nàng. Từ khoảnh khắc nhìn thấy bữa tiệc tối của Tịch gia, sợi gai ẩn sâu trong đáy lòng người đàn ông kia đang hung hăng nhắc nhở anh trả thù cô lúc này bàn tay to thăm dò đáy váy tán tỉnh được một nửa ngừng lại đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông vén lên giọng nói mang theo thẩm vấn nồng đậm còn sạch sẽ không nghe vậy trâu tình há mồm thở dốc khôi phục thần trí một bàn tay thanh thúy rơi xuống gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của nam nhân dưới ánh mắt nóng bỏng của nam nhân tim trâu tình đập nhanh hơn. A, à, nam nhân cười lạnh một tiếng, dùng đầu lưỡi chống xuống bị nạn tác qua quai hàm. Như thế nào, tội nhân đều có thể thoát thai hoán cốt thành trinh tiết liệt nữ rồi. Thật sự là trinh tiết liệt nữ, lại cùng một nam nhân tới loại địa phương này. Anh có ý ám chỉ, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trâu tình miếm chặt môi, cố nén suy nghĩ cuồn cuộn. Lúc muốn giơ tay đánh trả, thắt lưng đã bị hắn gắt gao bóp chặt, cả người kéo vào trong ngực một cổ mùi tuyết tùng nhàn nhạt lặng lẽ vào mũi mũi anh tuấn cúi xuống mập mờ chống lên mi tâm cô nhe răng nói trâu tình những thứ này đều là em tự tìm vài giờ trước trâu tình mặc một chiếc váy đỏ thấp ngực lấy thân phận trâu thiên kim xuất hiện trong dạ tiệc của tịch gia kiểu tóc kiểu pháp phục cổ phối hợp với khuôn mặt thanh lịch tinh xảo của nàng vừa ra sân liền dẫn tới một đám xôn xao nàng bị ép kéo khuỷu tay đại bá nhà mình, đi tới trước mặt tịch gia lão thái. Huyên Di, đây là tiểu nữ nhi của ta, Trâu Tình. Trâu truyền hùng nhất khóe miệng, cực lực tuyên truyền Trâu Tình trước mặt bà lão tịch gia. Con ngươi tịch lão thái hiếp lại, đánh giá Trâu Tình không có ở đây. Trâu Tình, bao nhiêu tuổi rồi? Nghe thấy tịch lão thái nói, Trâu Tình thủy giật mình, dây sau nhỏ giọng mở miệng. 22 so với Tịch Liêm kém 5 tuổi cũng tạm được. Tịch lão thái nhìn Trâu Truyền Hùng, thần sắc khẽ thay đổi gật đầu. Chờ Tịch Liêm xuống lầu để cậu ấy tự mình nhìn. Nói xong, Tịch lão thái liền được người hầu đỡ rời đi, đi tìm hạ vị dự bị tôn tức phụ. Trâu Tình bị Trâu Truyền Hùng kéo sang một bên. Ta cảnh cáo ngươi, đêm nay mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều phải để Tịch gia chọn ngươi làm cháu dâu, nếu không. Trâu Truyền Hùng hạ giọng nghiến răng nghiến lợi. Mẹ cậu đừng trách tôi vô tình, đây đều là cậu nợ trâu gia. Hai năm trước, chị họ trâu băng của trâu tình qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn. Trâu tình trở thành người khởi xướng đương nhiên. Sự vô tội của cô không ai tin. Cuối cùng, cô trở thành tội nhân thiên cổ của trâu gia, cũng trở thành người tịch tranh ghét nhất. Trâu truyền hùng vốn có thể dựa vào đám hỏi giữa con gái và tịch gia, đạt được sự nghiệp một bước lên mây từ sau khi con gái qua đời buôn bán qua lại của tịch gia phai nhạc không ít trâu truyền hùng mất đi sự che chở khi biết tịch gia đang vì cháu trai tịch liêm của mình tìm kiếm đối tượng nối dõi tông đường liền trực tiếp hạ quyết tâm cầm mẹ trâu tình hấp hối trên giường bệnh uy hiếp cô đến khi cô nhìn thấy tịch liêm đã là chuyện hai mươi phút sau anh mặc âu phục màu trắng kiểu trung quốc thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn trên xe lăn trên mặt sạch sẽ ôn nhu tốt đẹp như ánh trăng thanh huy. Trâu tình nhìn hắn một cái, đẩy lòng nông nóng bất an có chút dịu đi. Khi nàng được các cô gái khác sắp xếp đứng song song ở giữa yến sảnh, quản sự tịch gia liền tiến lên giới thiệu từng người một. Đại thiếu gia, mấy vị này đều là lão phu nhân ưu ái, ngài xem trước một chút. Theo thứ tự là nghiêm tiểu thư, nhâm tiểu thư, vương tiểu thư và trâu tiểu thư. Khi quản sự đưa tay đến trước mặt trâu tình, ánh mắt tịch liêm vừa vặn rơi xuống người cô. Trong lòng trâu tình rung lên. Tịch liêm mặc dù không có địch ý, chỉ thản nhiên bình tĩnh nhìn về phía cô. Nhưng trâu tình lại không nhịn được kháng cự. Cô cảm thấy giờ phút này mình cùng món đồ, không có gì khác nhau. Trâu truyền hùng đứng ở phía sau cô thì trong mắt tràn đầy chờ mong, cảm thấy có hy vọng. Nhưng quả thật như vậy, tầm mắt tịch liêm vẫn tập trung trên người trâu tình. Trâu tình xinh đẹp, là loại xinh đẹp không lộ góc cạnh có lẽ ánh mắt tịch liêm có chút trần trụi tuyên bố hài lòng cô bị nhìn có chút thẹn thùng quản gia nhìn về phía tịch gia lão thái hai người ngầm hiểu sau đó quản gia cầm ly sâm banh đưa cho trâu tình bảo cô qua mời tịch liêm cô cẩn thận nhận lấy đi được một nửa đột nhiên bị một thân ảnh đi ngang qua đụng văn ly rượu chất lỏng trong suốt hơi lạnh bắn khắp ngực cô trâu truyền hùng ở một bên ghét bỏ câu mày. Cô vô thức che ngực, cúi đầu, chật vật chạy vào lét. Đợi đến khi cô sửa sang lại, một thân ảnh hồn khiên mộng nhiễu, va chạm vào trong tầm mắt cô. Là nhị thiếu gia tịch gia, tịch tranh. Hắn 25 tuổi, vẫn thanh lệ tuấn giật như trước, lông mày xa cách, cao không thể với tới. Áo sơ mi màu đen thẳng tắp, cẩn thận lưu loát cất ở bên hông. Đôi chân dài thẳng tắp, nhưng người dựa vào tường gốc cậu thật sự rất khác với anh trai tịch liêm vừa rồi tịch gia có phúc sinh ra hai vị thiên chi kiêu tưởng như vậy trâu tình từ trong ánh mắt giao thoa với hắn hoảng hốt lại đây cô tưởng tượng qua một ngàn tình huống sẽ gặp lại anh ở tịch gia chỉ là không ngờ anh lại lao ra cố ý làm đổ ly rượu của mình vì sự xuất hiện của tịch tranh cả hành lang không khí đều đóng băng trâu tình cúi đầu hai tay đang vào nhau ông lấy cánh tay mảnh khảnh của mình, đè xuống sóng to gió lớn trong lòng mình. Giày cao gót dưới chân đi có chút vấp ngã, cô cố gắng đi chậm lại, có vẻ trấn định. Rốt cục lúc sắp rời đi, cánh tay bên ngoài của cô bị người đàn ông tóm lấy. Đôi mắt trâu tình co rụt lại, trong đôi mắt lạnh lẽo như đau của người đàn ông, hoảng hốt. Anh muốn thay trâu băng gã vào tịch da. Người đàn ông nói toạt ra, tim trâu tình đập như sấm rền nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn thay thế bất luận kẻ nào, huống chi là chị họ. Cô dặn co tại chỗ, sống lưng căng thẳng. Thấy cô không nói, hơi thở âm lãnh trên mặt người đàn ông càng thêm lạnh lẽo. Kéo cánh tay cô, đi ngược hướng đại sảnh yến hội, nhanh về nhà dự tiệc. Trâu truyền hùng chậm chạp không đợi được cô trở về, sốt ruột tìm đủ loại cớ, muốn tịch liêm chờ thêm. Trâu tình lúc này giống như bị hạ chú ngữ, quỷ phủ thần sai được tịch tranh đưa vào khách sạn. Trên giường màu trắng tinh khiết, thân hình trâu tình đỏ rực, yếu ớt như đóa hoa không xương. Trong ánh mắt trống rỗng của cô, toát ra một tầng sương mù dày đặc. Trâu tình nhìn vách tường lay động trên đỉnh đầu, giống như rơi vào vực sâu, khó thở. Chương 2 Ta chỉ muốn thử xem. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người đàn ông trên người giống như một con sói đói nổi điên, một lần lại một lần vén nanh cắn nuốt hết thảy trâu tình cô cắn chặt ngón tay mình khắc chế không dám phát ra một âm thanh có liên quan đến tình dục tịch tranh không có tình cảm với cô chỉ có dục vọng càng nhiều tra tấn trần trụi hoàn toàn không quan tâm nàng là lần đầu tiên không có hôn môi trấn an chỉ có dây thừng trên thân thể có băng nhi con ngoan một chút người đàn ông khàn khàn kêu một tiếng tim trâu tình càng đau hơn tịch tranh cố ý, anh biết cách trả thù cô. Lời này vừa nói ra, trâu tình buông cánh môi mình ra, thật sự khóc. Tôi là trâu tình. Căm miệng. Nam nhân không chút lưu tình rút lui, lập tức lại đem người quay ngược lại, lần nữa xâm nhập. À, nước mắt trâu tình nóng hổi thấm ướt gối đầu. Người đàn ông không buông tha dán chặt vành tai đỏ tươi ướt ác của cô, kích thích cô. Thư tình em giấu trong nhật ký trâu băng anh đã xem rồi, em thật là vượt lên trước. Thư tình Bức thư tình chưa từng gửi kia, tại sao lại ở trong nhật ký của chị họ? Trâu tình hoảng loạn lúng cuốn muốn tránh ra hỏi rõ ràng, thân thể vô lực lại bị gắt gao đè lại. Người cho rằng hại chết trâu băng, có thể thuận lợi thay thế vị trí của nàng gã vào tịch gia. Người đàn ông cắn răng, động tác càng mãnh liệt, yêu anh. Lại muốn gả cho anh trai anh, trâu tình đừng để anh cảm thấy em ghê tởm tôi không có. Ba chữ dồn dập rơi xuống, phía sau thay vào đó là tiếng khóc của trâu tình vì đoạn tình thầm mến 10 năm này. Ngày hôm sau, trâu tình tỉnh lại trong đống đổ nát. Trong căn phòng to như vậy không có một bóng người, chỉ để lại một tia ánh mặt trời chói mắt từ khe hở rèm cửa sổ xông tới. Cô che chăn bó sát người xuống giường. Chân ngọc vừa hạ, một trận đau nhức xa là đánh úp lại, nạn ở mép giường chậm lại hồi lâu. Cô quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên vệt đỏ tươi kia không nói gì giống như đang thương tiếc lúc này tịch tranh ăn mặc chỉnh tề xách theo một cái túi màu trắng bưng một ly nước từ cửa đi vào trâu tình nhìn thấy anh kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại cô cho rằng anh đã sớm đi rồi tịch tranh mặt không gợn sóng hai tròng mắt vẫn đen kịt lạnh lẽo chỉ là hận ý trên người nhạt đi một chút anh ném cái túi màu trắng đến bên chân trần trụi của cô lạnh lùng nói quần áo trâu tình cúi đầu cúi người nhặt mái tóc đen mềm mại từ phía sau nàng trượt xuống mặt đất lộ ra tấm lưng ngọc mỏng manh tịch tranh từ trên cao nhìn xuống tầm mắt vừa vặn đảo qua mấy vết cắn màu đỏ là hắn tối hôm qua cố ý nổi giận lưu lại ăn nó đi trâu tình hoảng hốt ngẩng đầu nhìn thấy viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay dày rộng của anh nhịp tim trầm xuống thuốc tránh thai trong lòng trâu tình tự dễu. Lại đi đến bước này. Lòng ngực cô chua xót, không hỏi, cũng không nói gì. Chỉ là sau khi tiếp nhận, dưới cái nhìn chăm chú cường thế của hắn, nuốt xuống. Nhưng tịch tranh không yên tâm. Trâu tình mấy năm nay, ở trong mắt hắn, chính là chán ghét đến cực điểm, không thể dễ tin. Uống nước. Anh lại đè nén giọng nói, hoàn toàn không kiên nhẫn, đừng có dở thủ đoạn vào tịch gia. Lần này, trâu tình thuận theo ý anh uống hết một hơi uống dữ dội một giọt nước từ cánh môi trắng nõn của cô chảy xuống theo cổ trắng nõn tinh tế trượt vào ngực tịch tranh lạnh lùng nhìn không nói gì cho đến khi cốc nước vỡ và rơi xuống bàn tịch tranh cũng không quay đầu lại một tay quơ túi xoay người trâu tình nhìn bóng lưng quyết tuyệt của anh rốt cục mở miệng đêm qua tại sao thanh âm của nàng lộ ra ủy khuất lo lắng tịch tranh cổng cô hồi lâu mới lên tiếng anh chỉ muốn thử thôi dứt lời anh nghiêng đầu ánh mắt lại sinh ra vẻ nhục nhã không ngờ em lại lẳng lơ như vậy thật sự lên giường với anh khi trâu tình trở lại phòng trọ đã là một giờ chiều cô ngây ngốc trong đầu tràn ngập những lời tàn nhẫn kích thích của tịch tranh cô kéo chặt rèm cửa phòng không tắm rửa trên giường nhỏ hẹp cô quấn chăn mỏng manh mặc cho nước mắt không tiếng động chảy xuôi trong bóng tối. Cô đã hủy hoại hy vọng duy nhất có thể cứu được mẹ mình. Mở mắt lần nữa, cô bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Thời gian đi tới khoảng 5 giờ tối. Tên trâu truyền hùng chói mắt dừng lại trên màn hình điện thoại di động. Cô tỉnh dậy, nói tiếp. Bác cả. Nhà đầu này, cả đêm đi đâu vậy? Lời nói nghiêm khắc của trâu truyền hùng truyền vào màn nhĩ, trâu tình mạnh mẽ chống người ngồi dậy đột nhiên có việc tôi đi trước trâu tình nói không đúng người lớn như vậy làm việc còn không biết chừng mực như vậy giọng trâu truyền hùng vừa vang lên đầu dây bên kia liền truyền đến lời khuyên giải nguôi giận có khách dịu dàng một chút khách trâu tình bị lời của thím làm cho tò mò sau một lúc lâu trâu truyền hùng lại truyền đến lần này ngữ điệu hơi chậm trâu tình thay quần áo vừa vặn tới nhà một chuyến đại thiếu gia tịch gia tới trâu tình nắm chặt điện thoại khiếp sợ không thôi đến trâu gia bóng đêm đã tối tuy là nhà cùng họ nhưng trâu tình vẫn còn sợ hãi nơm nớp lo sợ sao bây giờ mới đến đại thiếu gia người ta đợi con gần hai tiếng rồi thím lâm huệ của trâu tình trầm mặt nhỏ giọng nói với cô cô cười giải thích giờ tan tầm cao điểm kẹt rồi mau vào đi nhớ thân thiết một chút cười nhiều một chút lâm huệ đi theo phía sau lo lắng dặn dò một chút trâu gia ở quảng thành cũng coi như là nhà buôn bán có uy tín phòng khách sáng sủa rộng rãi phòng trọ lớn bằng bàn tay trâu tình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần trâu tình thận trọng đứng ở lối vào phòng khách thanh âm thanh thúy kỳ ảo của thiếu nữ trong nháy mắt xuyên thấu đến chào bác chào ngài tịch phòng khách khác thường nặng nề cảm giác bị thiếu nữ đến nhất nhất đánh nát. Tịch liêm ngồi ngay ngắn trên xe lăn ngước mắt theo tiếng vang, ánh mắt tĩnh lặng nhìn trâu tình. Khung xương mảnh khảnh của cô giấu trong váy liền áo thuần trắng sạch sẽ, tùy ý buộc lên đầu viên, có chút lười biến tùy ý. Làm cho người ta rất thoải mái, không cố ý tân trang tốt đẹp. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt tịch liêm hơi sáng lên, khóe miệng nhếch lên, nụ cười thoải mái. Chào trâu tiểu thư. Thanh âm tịch liêm nhẹ nhàng ôn nhu, giống như gần sóng ngẫu nhiên thổi trên mặt hồ khiến người ta bình tĩnh anh thật sự rất khác với tịch tranh nghĩ vậy trâu tình đột nhiên bừng tỉnh ngũ quan của tịch liêm và tịch tranh tuy giống nhau nhưng dù sao cũng là hai thân thể hoàn toàn khác nhau cô phát điên hay sao vậy sao lại nghĩ đến tịch tranh trên người anh sau khi hai người chào hỏi trâu tình vẫn đứng yên tại chỗ trâu truyền hùng bên cạnh nhíu nhíu mày cố nén lại khắc chế đứng ở đâu làm gì, mau tới đây nói chuyện với tịch tiên sinh, đợi đến bây giờ, tịch tiên sinh còn chưa ăn cơm mà. Tịch gia là khách quý của trâu gia, khiến người ta chờ đợi như vậy, nội tâm trâu truyền hùng bồn chồn. Vâng. Trâu tình chất phát gật đầu, đi tới trước mặt tịch liêm ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người cách nhau 2 mét, trâu tình có thể cảm nhận được, từ khi cô vào cửa, tịch liêm vẫn dùng ánh mắt ấm áp nhìn chăm chú vào cô trâu tình rất là không buông ra được. Cũng không phải vì tịch liêm trước mắt, mà là trâu gia, cô đã hai năm không tới. Trâu tiểu thư, ngày thường cô không ở đây. Tịch liêm đánh giá bộ dạng cô vừa mới vào, thuận thế mở miệng hỏi. Chương 3 nghiền ngẫm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dứt lời, vợ chồng trâu gia căng thẳng, đều nhìn về phía trâu tình. Trâu tình chớp chớp lông mi, che giấu chân tướng, nhẹ giọng đáp lại. Ngày thường học tập công tác xa nhà, em ở bên ngoài. Cũng đúng, cậu còn là sinh viên thực tập. Tịch liêm cười nhạt, đơn giản hiểu. Ngược lại trâu truyền hùng rất để ý hai chữ học sinh hắn nói ra, đuổi theo phía sau bổ sung một câu. Tịch tiên sinh, đừng thấy trâu tình chúng tôi là học sinh, 22 tuổi, cũng rất lớn. Ý trâu truyền hùng rất rõ ràng, anh lo tịch liêm ghét bỏ cô còn nhỏ, cắt đứt quan hệ thông gia trâu tình mím môi im lặng lắng nghe không xen miệng cũng không ngẩng đầu lẳng lặng nhìn móng tay của mình bị mình bóp đến màu hồng phấn tịch liêm cũng chú ý tới phản ứng trạng thái của trâu tình đáy mắt xẹt qua một tia ám quan tịch tiên sinh nếu không chê thì cùng ăn cơm nhé lâm huệ thử phá vỡ cục diện bế tắc tịch liêm lễ phép đáp lại vậy quấy rầy tịch liêm được người bên cạnh đẩy đến bên bàn cơm ngồi bên cạnh trâu tình. Anh ấy ăn rất yên tĩnh và có văn hóa. Thỉnh thoảng vài câu ho khan, hắn đều dùng khăn tay màu xám trước ngực trút ra che nghiêng đầu, sau khi hòa hoãn mới lấy xuống. Trâu tình liếc hắn một cái. Tịch liêm sinh ra rất tức giận, khuôn mặt tường hòa, dưới sự chi phối của bệnh tật, khuôn mặt nhiễm sương có chút mệt mỏi. Các điều kiện khác, tốt. Chỉ là, hôm nay hắn đến trâu gia, rốt cuộc là có ý gì? Trâu tiểu thư, nghe nói cô rất thích chụp ảnh. Tịch liêm buông bát đũa, nghiêng đầu cười. Ở trâu gia nghe thấy hai chữ chụp ảnh, tim trâu tình đập như trống lên tiếng. Cô lặng lẽ chuyển tầm mắt sang vợ chồng trâu gia đối diện. Chỉ thấy trâu truyền hùng giờ phút này đã quên mất, hắn cấm bất luận kẻ nào ở trâu gia nhắc tới chuyện chụp ảnh. Trâu tình nắm chặt đổ gỗ trong tay, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của tịch liêm, nhỏ giọng đáp. Vâng, tịch tiên sinh chiều mai bạn tôi có triển lãm ảnh ở trung tâm thành phố cậu có muốn đi xem không tịch liêm chủ động mời khiến vợ chồng trâu gia không kìm được mừng như điên trâu tình lời mời của tịch tiên sinh cô không thể từ chối trâu truyền hùng ra lệnh lâm huệ nháy mắt ra hiệu trâu tình đương nhiên biết lời mời này khó có được đang lúc cô muốn trả lời giọng nói dịu dàng của tịch tranh lại vang lên bên bàn cơm nếu trâu tiểu thư không thích có thể từ chối tôi thích. Sau khi ba chữ của nàng rơi xuống, những người ngồi bên cạnh bàn ăn đều nở nụ cười sâu xa. Chiều hôm sau trâu tình không có tiếc. Cô đến đúng địa chỉ tịch liêm đưa. Từ ngày hôm qua sau khi hai người thêm uy chát cho nhau, liền không liên lạc nữa. Đứng trước cửa phòng triển lãm, cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho tịch liêm. Tịch tiên sinh, tôi đến rồi. Tịch liêm ngồi trong xe trả lời anh chờ một chút, rẽ vào giao lộ là tới. Trâu tình thu hồi di động, im lặng ngoan ngoãn đứng ở một bên. Người lui tới đi vào phòng triển lãm, mỗi người đều âu phục phẳng phiêu, lễ phục thêm người. Trâu tình nhíu mày, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. T. Sớt trắng, cao bồi xanh nhạt, bím tóc đuôi ngựa và ba lô. Có thể có chút không ổn hay không? Trong lúc cô rối rắm, di động trong cặp sách rung lên, là điện thoại của Lâm Huệ. Châu tình, gặp tịch đại thiếu gia chưa? Còn chưa, sắp tới rồi đi. Trâu tình trả lời có chút qua loa. Những thứ này vốn không phải là suy nghĩ trong lòng mình, nàng chỉ là bị uy hiếp, bị cảm giác tội lỗi khống chế. Lâm Huệ nghe giọng nói của cô, trong lòng không vui, trâu tình, tuần sau mẹ em nộp tiền viện phí, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Không đợi trâu tình trả lời, đối diện đã cúp máy trâu tình hít sâu một hơi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng cất kỹ đợi cô ngước mắt lên chiếc Rolls Royce của tịch liêm vừa vặn dừng trước mặt cô tịch liêm trong mắt mang theo nụ cười kéo cửa sổ xe xuống vẫy tay với cô trâu tình cũng lễ phép giơ tay đáp lại khóe môi phấn nộn giơ lên lại bị một đạo ánh sáng lạnh lẽo chiếu tới chợt đè xuống người ngồi bên cạnh tịch liêm còn có tịch tranh cô nhìn tịch tranh đẩy tịch liêm đi về phía mình thân thể không ngừng run rẩy tịch tranh lạnh lùng khuôn mặt trục trè không thể khinh nhờn ánh mắt đối diện với cô tự như vũng buồn cho đến khi bao phủ cô trong đó trâu tình giống như một con cừu sợ hãi chấp nhận thỏa hiệp cho đến khi hai người đồng thời tới gần nàng nàng mới có chút phản ứng hai anh em tịch gia một ngồi một đứng ở trước cửa phòng triển lãm rất nổi bật đi ngang qua vô luận nam nữ đều không ngừng đem ánh mắt lưu luyến ở trên người bọn họ Trâu Tiểu Thư vừa tan học. Trâu Tình ăn mặc như sinh viên đại học, Tịch Liêm quan sát cô một chút, cười khẽ. Nụ cười trên mặt hắn không có nửa phần ghét bỏ ý tứ, chỉ cảm thấy bộ dáng của nàng rất tươi mát, rất làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tịch Tranh ở phía sau cũng nhận ra sự cưng chiều khác thường trong lời nói của Tịch Liêm. Bất tri bất giác, khẽ hừ một tiếng. Trâu Tình bị tiếng hừ nhẹ của hắn đánh thức, toàn thân đề cao cảnh giác hai năm nay chưa từng gặp qua người như thế nào ngay tại hai ngày này điên cuồng mà va chạm đến cùng một chỗ hơn nữa ánh mắt tịch tranh cũng không mềm lòng khi lấy dao đâm cô trâu tình siết chặt đai lưng cố nặng ra ý cười nói với tịch liêm anh tịch buổi sáng có tiếc suy nghĩ một lúc cô lại nói xin lỗi tôi không biết phải mặc quần áo chính thức đến tham gia hai huynh đệ tịch gia ăn mặc rất trang trọng nhìn ra được Đối với chủ nhân triển lãm này rất coi trọng. Châu Tiểu Thư không sao, tôi muốn cô tham dự thoải mái một chút. Lời nói của tịch liêm luôn dịu dàng, đối xử với cô rất bao dung. Cảm ơn. Châu Tình cục mắt cười, rất ngoan, rất điềm tĩnh. Sự tương tác của hai người khiến đáy lòng tịch tranh rất ngăn cách. Tịch tranh nheo mắt, bước lên một bước. Anh, vị này là? Thiên Kim Châu Gia, Châu Tình, cô ấy là em họ Châu Băng. Tịch liêm ngửa đầu giới thiệu. Tịch liêm đột nhiên nhắc tới tên trâu băng, trâu tình nhíu mày. Hả? Trâu tình. Tịch tranh cười ngang ngược, nhìn cô đầy hứng thú. Tịch tranh cười rộ lên rất đẹp, là loại tồn tại rất chói mắt. Nếu như nói tịch liêm là ánh trăng dịu dàng, vậy tịch tranh nhất định là vũ trụ mênh mông cực nóng. Trâu tình nhớ rõ, cô đã gần 10 năm, chưa từng thấy anh đứng trước mặt mình cười như vậy. Trong nháy mắt cô thất hồn hãm sâu, giọng nói trong trẻo của tịch liêm kéo cô trở lại. A à, tranh, lại nói tiếp, cậu còn nợ trâu tiểu thư một lời xin lỗi. Tịch liêm đột nhiên nâng tư thế anh trai lên. Xin lỗi. Tịch tranh nhướng mày. Đúng. Hôm trước trong bữa tiệc tối, anh làm đổ ly rượu của trâu tiểu thư. Tịch liêm vẫn nhớ. Nếu không phải trâu tình chạy vào VWC, có lẽ anh đã sớm tìm hiểu nhiều hơn nghe vậy, tịch tranh giả vờ ngoan ngoãn. Nhất chân, đột nhiên ghé sát vào trước mặt cô. Ánh mắt lạnh lùng nghiền ngẫm nhìn nhau. Trâu tiểu thư, cô muốn tôi xin lỗi cô thế nào? Chương 4 Hôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong suy nghĩ bối rối của trâu tình, tịch tranh không hỏi mà đang bức bách. Cô vô thức lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách thích hợp để thử thở khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng đỏ ửng, ngực cũng phập phồng dồn dập. Tịch tranh khí thế quá mạnh mẽ, dáng dấp tuấn mỹ sắc bén, tịch liêm nhìn ra được cô dường như có chút sợ em trai mình. Liền đưa tay kéo ống tay áo âu phục của em trai, A à tranh, đừng dọa trâu tiểu thư. Tư thế bao che khuyết điểm của tịch liêm khiến tịch tranh khẽ cười. Anh, anh động tâm nhanh vậy sao? Tịch liêm không ngờ em trai lại nói trắng ra như vậy, môi mím lại, Ánh mắt gần sóng nhìn Trâu Tình trước mặt. Trâu Tình không dám trả lời. Cô nhớ tới những lời Tịch Tranh nói với mình ở khách sạn tối hôm trước, cùng chuyện đã xảy ra với mình, đáy lòng vô cùng chua xót. Cô hiện tại đã không đáng để bất luận kẻ nào thích. Huống chi, Tịch Liêm không thể làm bẩn như vậy. Nhưng hiện thực hỗn loạn tình huống lại không thể không để cho nàng đứng ở chỗ này. Sau đó, Tịch Tranh một mình đi vào phòng triển lãm trâu tình thấy không khí có chút lạnh nhẹ giọng mở miệng tịch tiên sinh chúng ta vào đi tịch liêm nhìn cô sạch sẽ thanh lịch trong lòng tự nhiên có cảm giác nhưng trâu tình tự hồ không giống với những tiểu thư danh viện trước kia không có quá nhiều nhiệt tình cùng chủ động đều là đẩy một bước đi một bước trạng thái tịch liêm thản nhiên nói cô trâu tôi có thể gọi cô là trâu tình không hả trâu tình không rõ vì sao gọi một cái tên cũng phải cân nhắc tên của nàng ở trong miệng người bình thường đều là tùy ý kêu to có thể không tịch liêm lại nghiêm túc trưng cầu ý kiến trâu tình không nghĩ anh sẽ tôn trọng mình như vậy vì vậy gật đầu cười tịch tiên sinh muốn gọi tôi thế nào cũng được chỉ là một cái tên tịch liêm mỉm cười không nói nữa vào phòng triển lãm trâu tình tự nhiên đi tới phía sau tịch liêm giúp anh đẩy xe lăn trong phòng triển lãm người tham quan không ít, nhưng tất cả mọi người rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng trao đổi nhỏ vùng. Tịch liêm không quy định lộ trình cho trâu tình, để cô tùy ý đi, tùy ý nhìn. Triển lãm này, trâu tình đi dạo thoải mái ngoài ý muốn. Ngoài trừ ở trước mặt tịch tranh, cô sẽ cảm thấy thần kinh căng thẳng. Mà lúc này tịch tranh không đi cùng bọn họ, cùng đông đảo bạn tốt đứng trước một bức ảnh lớn khác. Bề ngoài nhìn như chuyện trò vui vẻ, kỳ thật vẫn dùng dư quan xuyên qua đám người tìm kiếm trâu tình đẩy tịch liêm đi về phía trước tịch tranh không biết tại sao chỉ cần nhìn thấy bóng dáng mạnh khảnh của trâu tình cả người liền không thể khống chế muốn trói chặt cô lại anh cảm thấy lòng căm hận của mình đối với cô là sau khi nhìn thấy phong thư tình phủ đầy bụi kia đã đạt tới cực hạn bên kia trâu tình và tịch liêm dừng lại trước bức tranh lạc nhật phế tích trâu tình tiến lên một bước song song với tịch liêm cô nhìn mặt trời lặn lướt qua đống đổ nát đôi mắt nổi lên ánh sáng tịch tranh thảo luận với cô em nhìn thấy gì một giây sau trâu tình không cần nghĩ ngợi trả lời tôi nhìn thấy hy vọng tan thành từng mảnh cùng một tấm bản đồ trong mắt người khác nhau đều sẽ thấy giá trị không giống nhau nghe thấy trâu tình trả lời bên người đột nhiên vang lên một tiếng vang thanh thúy trâu tình nghiêng đầu là một người đàn ông cao chừng 1m75. Hắn mặc áo sơ mi trắng vừa vặn, đeo kính viện bạc, trước ngực đeo hai chữ Cố Huy nhãn hiệu. Phía dưới mỗi tấm ảnh trưng bày cũng in hai chữ Cố Huy. Người phụ nữ này đã nhìn thấy ý nghĩa của việc tôi chụp bức ảnh này. Cố Huy tán thưởng đánh giá của cô, lại chuyển tầm mắt sang tịch liêm đang ngồi, bạn cũ trêu ghẹo nói. Bỏ được dẫn bạn gái ra ngoài. Tịch liêm cười khẽ, không phủ nhận trâu tình lại đè lòng bàn tay xuống cố huy hiểu rõ quan hệ của hai người rất ít cô gái có hứng thú với nhiếp ảnh cố huy rất lễ phép bắt chuyện cố huy là nhiếp ảnh gia chủ đề ý thức rất nổi tiếng trong quảng thành hiện nay hôm nay có thể nhìn thấy trâu tình cảm thấy vô cùng vinh hạnh cô nghiêm túc trả lời cố huy từ nhỏ tôi đã rất hứng thú với nhiếp ảnh đại học cũng học khoa này cố huy mỉm cười lại nhướng mày với tịch liêm rồi không quấy rầy nữa rời đi. Cố Huy là một thanh niên tại Tuấn hiếm có, có thời gian, anh dẫn em đến phòng làm việc của anh ấy xem. Tịch Liêm lớn hơn Trâu Tình 5 tuổi, nói chuyện rất có giọng điệu, luôn có dáng vẻ anh cả chăm sóc người khác. Nghe Tịch Liêm phát ra lời mời lần nữa, cô không nghĩ nhiều, liền vui mừng gật đầu. Có thể đến phòng làm việc của bậc thầy nhiếp ảnh nổi tiếng như vậy nhìn xem, thật sự tốt hơn nhiều so với việc cùng bạn học làm bao nhiêu lý luận học thuật lại đi dạo một chút, bạn bè quen thuộc của tịch liêm đều tới. Thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, trâu tình cũng thức thời tránh ra, dọn ra không gian. Một mình cô nghiêm túc thưởng thức tác phẩm của cố Huy, đẩy lòng hoài niệm cảnh quay đã lâu không cầm lên. Ngay khi nàng thất thần, cổ tay mảnh khảnh của nàng làm cho người ta gắt gao chế trụ. Kéo kẹp một tiếng, trong nháy mắt cô bị kéo vào cầu thang. Khi tiếng kinh hô muốn vang lên, người nọ bịt miệng nàng lại. Trâu tình trừng mắt, mùi tuyết tùng quen thuộc lọc vào mũi. Cô kinh ngạc nhìn rõ bóng dáng đè tới trước mắt là tịch tranh. Thân hình cao một mét chín của anh, đông nghiệt đè xuống người trâu tình. Trong lúc nhất thời, cô không kịp phản ứng, đã bị tịch tranh không chút lưu tình giam cầm giữa anh và vách tường màu xám. Từng có tiếp xúc thân mật lúc trước, hơn nửa khoảng cách gần như vậy, tim trâu tình đập điên cuồng da tóc. Tịch tranh quá cao, hơi nóng anh phun ra đều ở trên trán cô toát mồ hôi trong lúc hoảng loạn tay trâu tình đặt trước ngực anh có thể thật sự cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn của anh tại sao lại như vậy trâu tình lúc ấy khiếp sợ không thôi cô run rẩy mi mắt mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng hô anh đứng lên tịch tranh tịch tranh nghe cô nói không nhúc nhích trâu tình chỉ cảm thấy hơi thở hắn thở ra càng ngày càng nóng càng ngày càng nhanh chính mình sắp không chịu nổi. Cô túng lấy âu phục trước ngực anh, lần nữa lên tiếng, mang theo hung ý, nếu anh không đứng lên, em sẽ gọi người. Đi cùng tịch liêm được không? Tịch tranh lạnh lùng đặt câu hỏi. Trâu tình chỉ cảm thấy đầu óc căng thẳng, căn bản không rõ lời nói của hắn, thầm nghĩ từ trong lòng giam của hắn đi ra. Tịch tranh cúi đầu, nhìn khuôn mặt non nớt gần trong gan tất của cô, cùng với đôi môi hồng nhạt mà cô luôn nhìn không hôn ngực sinh ra một đoàn buồn bực nồng đậm lập tức cút ra khỏi đây có nghe hay không lời nói sắc bén của tịch tranh đâm thẳng vào tim trâu tình anh không thương tiếc nhục nhã của anh khiến cô đau thấu nội tâm cái chết của chị họ là sai lầm lớn nhất của anh đối với mình khi trâu tình cắn răng nhìn thẳng hắn một giọt nước mắt trong suốt nóng hổi chảy xuống ngươi không có tư cách đuổi ta đi trâu tình em không đi phải không tịch tranh nổi giận. Không đi, ngươi không có tư cách thúc giục ta làm bất cứ chuyện gì. Đôi môi mỏng manh của tịch tranh đột nhiên đè ép, trái tim trâu tình lập tức đập lên ngực. Nắm chặt tay Âu Phục, càng nắm chặt hơn. Nụ hôn đầu tiên giữa họ đã trở thành hình phạt. Trâu tình không ngừng nức nở, nước mắt rơi xuống thấm ướt thái dương. Mặc cho nàng một lần lại một lần đánh, nằm nhân thủy chung chưa từng buông lỏng mở miệng. Hắn không hôn nàng anh đang nhẫn tâm trừng phạt cô. Mùi máu tươi gặm cắn, giống như ma chú không giải được, cuốn chặt quanh thân thể cô. Cậu! Cậu! Ngươi! Ngô! Chương 5 Hắn đang trừng phạt nàng, cũng tại dày vào chính mình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hơi thở hỗn loạn đang xen vào chóp mũi hai người. Tịch tranh đột nhiên có một loại dục vọng mãnh liệt, lan tràn trong đầu, Chính là muốn hôn cô từ bỏ chống cự, hư thoát mềm nhũng trong lòng anh, anh mới cam tâm dời môi cô đi. Rất nhanh, trâu tình như anh mong muốn, mềm nhũng xuống. Khi hắn dời môi, trâu tình giống như cá vàng mất nước, há miệng thở dốc, khỏe môi chảy máu. Tay vốn nắm chặt quần áo, cũng vô lực trượt xuống hai bên. Tương tự, tịch tranh đối mặt với cô cũng không khá hơn chút nào. trán hắn gân xanh hơi nhô ra, đuôi mắt phím hồng, hồ hấp có chút bất ổn có đôi khi chính tịch tranh cũng không nói rõ, anh đang trừng phạt cô, hay đang hành hạ chính mình. Cầu thang yên tĩnh dị thường, tiếng thở dốc của hai người liên tiếp, không hiểu sao lại ấm áp. Đợi trâu tình bình phục lại, cô không trọng lượng rút khỏi lòng anh, chống mặt tường, ngồi phịch xuống đất. Nhìn nàng ông thân thể của mình, run rẩy khóc, một cục nho nhỏ vùi ở góc tường. Tịch tranh từ trong khống chế lấy lại lý trí, lui về phía sau một bước. Lúc này, di động trong túi tịch tranh vang lên tiếng chuông chói tai. Tịch liêm gọi điện thoại tới, anh nhẹ nhàng nghe máy. A tranh, cậu có thấy trâu tình không? Rất hiển nhiên, sau khi tịch liêm phát hiện trâu tình không gặp, có chút sốt ruột và lo lắng. Nghe tịch liêm hỏi, đôi mắt tịch tranh lập tức trở nên tối đen. Anh sắp xếp lại suy nghĩ, giọng điệu bình thản, thờ ơ, không thấy. Vậy tốt. Tịch liêm thất vọng cúp điện thoại đi xuống cầu thang, là cửa hông phòng triển lãm, rời đi trước khi tịch liêm tìm thấy anh. Tịch tranh lạnh lùng nói xong, hất cửa cầu thang rời đi. Cầu thang chỉ còn lại một mình trâu tình, một mảnh tĩnh mịch. Nàng trì hoãn hồi lâu, mới sưng đỏ trong mắt ngẩng đầu. Bóng dáng tịch tranh đông nghiệp, vẫn còn lưu lại bóng dáng hoảng hốt, hiện ra trước mắt cô. Chạng vạn tối, cô đi tới trước giường bệnh của mẹ hứa dung. Nhìn thấy trên giường bệnh, trên thân thể gầy như que củi kia lắp đầy dụng cụ. Tiếng thở mang khẩu trang oxy, đau buồn nặng nề. Trâu tình ông mặt, khóc trống một hồi lâu. Đại khái tiếng khóc của nàng có chút ồn ào, người ngủ say từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Đôi mắt đục ngầu bị bệnh tật thấm đẫm, hứa dung cố hết sức giơ tay, trấn an tóc con gái. Nhận thấy sức nặng đè xuống, cô đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt mẹ con chạm vào nhau, đều thất thanh ông chặt lấy nhau nước mắt bất lực, thấm ướt quần áo trên vai hai người. Từ sau khi cha qua đời, hai mẹ con một mực ăn nhờ ở đậu trâu gia. Ai ngờ vận mệnh lại thích nói đùa như vậy. Năm trâu tình 20 tuổi, sau khi tác phẩm quay phim nổi tiếng trên nền tảng truyền thông, các công ty tìm tới cửa, muốn cho cô quay phim tuyên truyền du lịch. Trâu tình tuổi trẻ chí viễn vui vẻ đáp ứng. Vừa có thể phát triển theo sở thích của mình, lại có thể kiếm thêm thu nhập, bổ khuyết vào nhà cô thích thú. Khi biết Châu tình tìm kiếm người mẫu trong phim, chị họ trâu băng tự tiến cử mình. Ngày thường vợ chồng trâu gia quản đường tỷ nghiêm, rất là phản đối quay phim phải ra ngoài qua đêm một ngày. Nàng không muốn để cho đường tỷ ngỗ nghịch ý nguyện của trưởng bối, nhưng Châu băng không nghe, nhất định phải cuốn quyết cùng nàng xuất phát. Trên đường trở về, đoàn quay phim của họ gặp phải sạt lở núi nghiêm trọng, Châu băng gặp nạn. Ba ngày sau, Châu tình ở tang lễ của chị họ, hoàn thành lần gặp mặt thứ hai với tịch tranh trâu tình vẫn nhớ rõ tình cảnh lúc đó cô khóc đến tê tâm liệt phế tịch tranh thì hận ý lẫm liệt túng lấy cổ áo cô đè nén cảm xúc lên tiếng tại sao người bị chôn không phải là anh hô hấp cô cứng đờ giật mình nhìn tịch tranh đang nói chuyện trước mắt lại nhìn về phía người thân đang vây quanh khuyên can họ luôn miệng nói bình tĩnh đừng làm vậy nhưng trong mắt bọn họ lại thành thật để lộ ra sự tán thành đối với những lời này của hắn mẹ trâu tình không dám tiến lên vẫn trốn ở trong góc che miệng rơi lệ mọi người đều nhất trí trâu băng bị trâu tình kéo đi quay phim tuyên truyền du lịch mới dẫn đến trên đường gặp phải sạt lỡ núi mất đi tính mạng cô biết mình có giải thích nhiều hơn nữa sẽ chỉ là không tôn trọng người chết nhưng nàng vạn phần không nghĩ tới chính là căn bản không có tin tưởng hết thảy lời nàng nói nàng chỉ vô vọng nhìn về phía di ảnh của chị họ, thật lâu không lấy lại tinh thần. Khi đó cô mới biết, tịch tranh là chị họ nhiều năm như vậy, vẫn quyết định hôn từ nhỏ. Trâu tình toàn thế giới sụp đổ. Từ bệnh viện trở về, trâu tình nằm trên chiếc sofa nho nhỏ. Cả ngày không ăn cơm, cô lại không cảm thấy đói chút nào. Để trống gần nửa giờ, cô mới lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra. Buổi chiều xem triển lãm, điện thoại di động chỉnh chế độ im lặng, cô quên mất. Sau khi mở khóa màn hình mới nhìn thấy, bảy cuộc gọi nhở đều là của vợ chồng trâu gia. Hai mươi mấy tin nhắn chưa đọc, trong đó tịch liêm chiếm ba tin. Nghĩ đến mẹ còn ở trong phòng bệnh chờ đợi phí tiếp theo, trâu tình cắn răng nhìn xuống nước mắt, gọi điện thoại lại cho Lâm Huệ. Bên kia vang lên hai giây, Lâm Huệ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, là 9 giờ. Muộn thế này mới gọi lại, hẳn là có hy vọng cô ân cần nhận điện thoại ngữ khí coi như ôn hòa trâu tình hôm nay hẹn hò với đại thiếu gia tiến triển thế nào sau khi đặt câu hỏi lại dừng lại có nói cho cô làm bạn gái của anh ấy không trâu tình nghe vậy nắm chặt gối ông hoạt hình trong tay móng tay mượt mà lúng vào nói không có tiền viện phí của mẹ làm sao bây giờ cô chậm lại một chút mới nói tịch liêm chỉ hỏi có thể gọi tên tôi không tên chỉ thế thôi lâm huệ tức giận trong điện thoại trầm mặt vài giây lâm huệ còn nói ngươi không phải cùng tịch đại thiếu gia lẫn nhau thêm uy chát sao gửi nhiều chút ân cần hỏi han nhiều chủ động một chút các ngươi nữ sinh đại học không phải đều rất hiểu thủ đoạn sao đấy lòng trâu tình hung hăng lường cô một cái đã biết lâm huệ muốn cúp điện thoại trâu tình xúc động mở miệng Thiếm, tiền viện phí của mẹ cháu còn có sáu ngày xem biểu hiện của em dứt lời điện thoại cúp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt của trâu tình lại bị nước mắt tẩy lễ cô mở ảnh chân dung của tịch liêm vừa khóc vừa trả lời trong hộp thoại tịch tiên sinh buổi chiều đột nhiên thân thể không thoải mái thật xin lỗi vì chưa kịp nói với anh tịch liêm rất để ý đến cô rất nhanh trả lời em không sao là tốt rồi không cần phải nói xin lỗi. Chỉ còn sáu ngày nữa thôi. Cô dùng sức lau nước mắt trên mặt, hít mũi, khó khăn gõ xuống. Tịch tiên sinh, hôm nào tôi mời anh ăn bữa cơm. Rất vinh hạnh, chờ anh. Phía sau chính là đơn giản chúc nhau ngủ ngon. Hai ngày sau đó, trâu tình đi qua đi lại trong trường học. Tan học liền cùng bạn tốt nhâm viêm viêm đến quán cà phê gần trường học kim chức, mãi cho đến 9 giờ rưỡi tối mới tan tầm. Lâm Huệ sẽ gửi tin nhắn mỗi ngày để nhắc nhở cô, những thứ khác đều rất yên tĩnh. Nhất là tất cả về tịch tranh. Yên tĩnh, hình như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Đến tối ngày thứ ba, tiền làm thêm đã lên tới hơn 300, trâu tình vẫn nhớ phải mời tịch liêm ăn bữa cơm. Chỉ là cô biết, công tử nhà giàu như tịch liêm, ra ngoài ăn cơm một bữa đều là mấy ngàn bước. Lúc trước đường tỷ dẫn nàng đi ra ngoài ăn qua một bữa, một bàn bốn người, ăn nhanh hơn 3 ngàn, vẫn chỉ là thức ăn bình thường. Nhìn số dư trong điện thoại di động, cô ấn mặt xuống rất sâu. Chương 6 Cùng bạn gái đùa giỡn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ra khỏi quán cà phê Trâu tình và nhâm viêm viêm tách ra Cô ngồi trên ghế dài bên cạnh trạm xe buýt, gửi tin nhắn cho tịch liên Tịch tiên sinh, muốn ăn khuya không? Ăn khuya hẳn là không đắt lắm, trâu tình nghĩ thầm. Hơn nữa, qua hôm nay, nàng chỉ còn lại có 4 ngày thời gian. Nhìn đồng hồ là 9 giờ 45 phút, cũng không biết tịch liêm sẽ trả lời thế nào. Nhà lớn tịch gia. Tịch tranh vừa mới xả giao xong, vừa bước vào đại sảnh liền bắt gặp tịch liêm đang chuẩn bị ra ngoài. Anh nâng đôi mắt hơi đỏ lên, quan sát tịch liêm mặt cao bồi tê. Sớt màu xanh, ngồi trên xe lăn. Thật lâu không thấy anh ăn mặc thoải mái như vậy, tò mò hỏi đi đâu tịch liêm vẻ mặt ngọt ngào ăn khuya a à, tịch tranh cười khẽ anh trai bệnh này của hắn vẫn luôn ăn uống thanh đạm buổi tối lại càng kiên rượu kiên thịt kiên ăn khuya anh kéo kéo cà vạt tới gần vẻ mặt nghiền ngẫm hồn bị câu đi tình cảm của hai huynh đệ tịch gia rất tốt tịch tranh tuy bướng bỉnh nhưng không hề ảnh hưởng đến quan hệ của hai người tịch liêm nhết môi không che giấu nhìn đồng hồ trên cổ tay có chút vội trở về sẽ nói với anh đợi tịch liêm bị trợ lý đẩy ra khỏi cửa ánh mắt tịch tranh tối sầm lại xoay người giữ chặt xe lăn của anh trai đè nén cảm xúc hỏi cùng trâu tình nửa giờ sau tịch liêm thật sự tự hạ thân phận xuất hiện trong quán mì nhỏ cô chọn cùng cô ăn mì hắn mặc dù ngồi ở xe lăn nhưng khí chất cùng khuôn mặt đẹp mắt thì đưa tới không ít chú ý. Nhất là những cô gái kia, ăn mì trò chuyện một lúc, cũng không tự giác dời ánh mắt sang bên này. Cửa hàng nhỏ này bởi vì hắn đến, trở nên sống động như thật. Trâu tình ngồi đối diện anh có chút ngượng ngùng. Tịch tiên sinh, ngài gọi anh ra muộn thế này. Nào, hai vị lo nóng. Dì tiệm mì bưng nước tới. Cảm ơn. Hai người trăm miệng một lời. Nhìn bát mì, trâu tình không uống, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn tịch liêm ai ngờ tịch liêm cũng vừa lúc nhìn về phía cô đôi mắt tịch liêm trong suốt thấy đấy không có tạp chất không gió không sống thật sự giống như một hồ nước trâu tình sửng sốt một giây tay cầm đũa hơi ửng đỏ giọng nói nhỏ nhẹ quán mì này rất ngon tịch tiên sinh có thể thử xem em rất vui anh nhắn tin cho em đi trâu tình không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trâu tình cho rằng hắn sẽ ngại thời gian quá muộn ngại quán mì nhỏ cũ nát này không phù hợp với thân phận của hắn ngại đây chính là cái gọi là mời bữa cơm nụ cười trên mặt tịch liêm luôn dịu dàng an ủi cô rất nhiều lo lắng cuối cùng tịch liêm còn uống hết một giọt canh trong bát sương khói trong quán mì nhỏ ồn ào trên cửa kính có một tầng bóng loáng ảm đạm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của trâu tình đỏ ửng nụ cười bên môi rất ngọt ngào Nhìn thấy một màn như vậy, đối diện đại thụ dưới màu đen bên ly lục, kéo lên cửa sổ xe. Trâu tình đẩy tịch liêm từ quán mì đi ra, trợ lý cũng lái chiếc xe dễ thấy kia tới. Có phải rolls roi không, một số người hét lên. Trợ lý đặc biệt xuống xe mở cửa, trâu tình buông tay vịn xe lăn ra, lui về phía sau hai bước. Tịch liêm thấy bóng trâu tình dời đi, lập tức quay đầu lại. Anh đưa em về nhà. Không cần, tịch tiên sinh cô bây giờ là thuê ở khu thành cũ bên kia, hắn xe này sẽ kinh động phụ cận cư dân. Nghe thấy cô cự tuyệt, mặt mày ôn hòa của tịch liêm nhún một tia ảm đạm. Phản ứng của tịch liêm khiến trâu tình nhận ra mình không nên từ chối, vội vàng bổ sung. Giao lộ bên kia của tôi tương đối nhỏ, sợ xe của tịch tiên sinh không tiện. Lời giải thích của cô khiến tịch liêm khôi phục thần sắc, lên đi. Xe tịch liêm rất vững, cũng rất yên tĩnh hai người sống vai ngồi, ở giữa cách hai nắm tay. Khoảng cách giữa bọn họ tuyệt đối là có chút hiềm nghi mập mờ, trâu tình muốn rời đi, nhưng nhiệm vụ nói cho cô biết không thể. Có phải anh vừa tan làm thêm không? Ừ, trâu tình trả lời có chút chất phát, tay vẫn đặt trên ghế. Đáp án vừa ra, tịch liêm đột nhiên hoang mang nhìn về phía cô. Lúc này trâu tình mới kịp phản ứng. Thiên kim trâu gia, sao buổi tối lại kim chức đi làm chứ? Cô cũng không biết tịch liêm làm sao biết được, cô hơi đau đầu. Một giây sau, tịch liêm liền chỉ vào tấm biển in tên quán cà phê trước ngực cô, hiện tại rất ít người chịu khó như em, rất hiếm thấy. Giọng nói của anh luôn dịu dàng, cực kỳ giống ánh trăng ngoài cửa sổ xe. Thậm chí trong nháy mắt, trâu tình cảm thấy ở bên tịch liêm, mọi thứ của mình đều có thể được chấp nhận. Rất nhanh, xe đi tới giao lộ bên ngoài tiểu khu thuê nhà, trâu tình gọi dừng xe. Tịch liêm lễ phép hạ cửa sổ xe xuống chào tạm biệt cô. Trâu tình cười xoay người, đi một bước, quay đầu lại, tịch liêm vẫn ở trong xe, dùng ánh mắt cực kỳ yên tĩnh nhìn cô chăm chú. Cô thất thần, bàn tay nhỏ bé khẩn trương bất an cuốn lấy nhau. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, tịch liêm là một người đàn ông lịch sự, chủ động mở miệng thay cô. Có phải có chuyện muốn nói không? Có đấy. Trâu tình muốn hỏi anh, mình có thể làm bạn gái trên danh nghĩa của anh hay không? Sau đó trả lời bác cả thím bọn họ, thuận lợi tăng thêm tiền viện phí cho mẹ. Nhưng mà... Trong đầu cô hiện lên đôi mắt đỏ bừng lạnh lùng của tịch tranh, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Giờ phút này cô đang đứng dưới đèn đường mờ nhạt, thân thể mảnh khảnh, chân dưới váy cao bồi vừa nhỏ vừa thẳng. Trên mặt mang theo cảm giác vỡ vụn khác thường, đôi mắt trong veo như nước khóc, phá lệ khiến người ta thương tiếc. Tịch liêm nhìn cô, đáy lòng không khỏi kích động. Anh đè chân mình xuống, nhẹ nhàng cười yếu ớt nói với trâu tình bên ngoài xe. Nghĩ kỹ rồi, gửi tin nhắn cho anh. Tịch liêm không ép cô, cho cô đủ không gian và đường lui để suy nghĩ lựa chọn. Trâu tình than nhẹ một tiếng, xoay người đến gần giao lộ đông nghiệp. Đi được một nửa, đột nhiên trong hẻm có một chùm sáng lóe lên hai cái, vẫn sáng. Trâu tình dừng chân, ánh mắt cảnh giác dò xét ánh sáng là một chiếc xe đậu ở ven đường hẻm nhỏ không thấy rõ người trên xe đoán chừng là người tốt bụng chiếu sáng cho cô đợi cô tới gần xe đèn xe chợt tắt cửa xe mở ra một bàn tay lớn nhanh chóng kéo người vào trâu tình thất thanh thét chói tai ngõ nhỏ mặc dù tối nhưng cũng thuộc về có người ở khu thành cũ có người dò cửa sổ đi ra cần hỗ trợ sao đèn xe lại sáng lên cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đẹp trai. Người đàn ông bình thản đáp lại. Tôi và bạn gái đùa giỡn. Tuổi trẻ bây giờ thật là. Sau đó người ta đóng cửa sổ lại. Trâu tình chưa hoàn hồn nhìn người trong xe. Anh đúng là không từ thủ đoạn. Tịch tranh nghe răng chăm chọc. Trâu tình không muốn trả lời vấn đề khó hiểu này, nghiêng người qua một bên, muốn đẩy cửa đi ra ngoài lại bị đè lại. Cô tức giận, tịch tranh, anh thả em xuống. Nghe cô nói, tịch tranh không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu chói tai. Trong quán mì, nụ cười của cô, sự ngoan ngoãn của cô, sự điềm tĩnh của cô đều dành cho tịch liêm. Đến chỗ hắn, phản kháng, vĩnh viễn đều là phản kháng. Tịch tranh lấy chìa khóa khóa cửa xe, lập tức ném lên ghế lái phía trước. Trâu tình dãy dụa, vẫn muốn đi phía trước lấy chìa khóa. Tịch tranh cắn răng, một cánh tay dài siết chặt vòng eo mềm mại của cô vào lòng mình, trâu tình mất cân bằng, ngồi mạnh vào đùi anh. Trong lúc lôi kéo, không khí trong xe hoàn toàn thay đổi. Lắc lư va chạm, tất cả đều là hơi thở mập mờ giữa nam nữ. Hai người đều không khống chế được hô hấp dồn dập. Chiếc mũi thẳng tắp của tịch tranh đặt lên sóng lưng cô, trâu tình bất giác trung rẩy. Chương 7 Khôi lỗi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhiệt độ trên người hắn rất nóng, ông ấp rất chặt, còn mang theo một chút mùi rượu. Giống như một vòng xoáy khổng lồ kéo trâu tình rơi xuống. Quan hệ của bọn họ rõ ràng không phải như vậy. Tịch tranh chán ghét cô, hận cô, sỉ nhục cô, tra tấn cô. Nhưng anh lại giống như độc dược, khiến cô không để ý, liền lún sâu vào bùn đất. Hai người kề sát nhau, thật sự cảm thụ được biến hóa của nhau. Tịch Tranh nghĩ, có lẽ mình thật sự hận đến phát điên rồi. Trâu tình nắm lấy tia lý trí cuối cùng, khó khăn nói. Tịch tranh, em không phải trâu băng. Cái tên này, thành công kéo tịch tranh từ trong khống chế trở về. Tịch tranh giơ một tay ra, bất chợt bóp cầm cô. Sau đó, lại bẻ cổ cô ra sau, tựa vào cổ mình, lời nói lạnh lẽo không ấm áp hạ xuống, biết mình không phải trâu băng, còn vọng tưởng gã vào tịch gia, em muốn cái gì? Trâu tình cau mày, giọng nói cuộc cường, chuyện này không liên quan đến em. Không sao. Tịch tranh cười lạnh, ánh mắt cúi xuống đầy vẻ khinh bỉ, tôi tuyệt đối sẽ không để một tội nhân vào nhà họ tịch, cô chết sớm để quyến rũ trái tim tịch liên. Tội đồ. Người bị buộc tội bừa bãi sao? Trâu tình không phục. Cô dãy dù cúi đầu, cắn chặt một miếng vào lòng bàn tay tịch tranh. Sau khi tịch tranh trên rỉ một tiếng, cô lập tức nắm lấy cánh tay anh, cào lung tung qua lớp vải áo sơ mi. Nỗi buồn của cô lúc này là một mặt tịch liêm chưa từng thấy qua, tất cả đều được phóng thích vô cùng nhường nhuyễn trước mặt mình. Tịch tranh càng nhìn càng bực bội, buồn bực. Anh cắn răng, giận dữ đè đỏ mắt gầm nhẹ, trâu tình, anh không trị được em phải không? Nói xong, một đạo vải vóc xé rách thanh âm, để cho toàn bộ bên trong xe yên tĩnh ở một giây. Trâu tình hoảng hốt, nhìn kỹ lại, tê sớt trên người mình bị tịch tranh xé thành hai nửa, treo trên hai cánh tay. Nội y màu hồng nhạt trong tầm mắt lờ mờ của xe, lại có thể thấy rõ ràng khác thường. Nhất là cảnh xuân trắng nõn mềm mại kia. À, trâu tình xoay người, một bàn tay hung hăng ấn vào khuôn mặt tuấn mỹ của tịch tranh. Hắn không có chút né tránh, cứ như vậy lạnh lùng nhìn nàng, cùng một cái xù lông bảo táp mèo nhỏ đồng dạng, ở trước mặt mình tiếp tục ầm ĩ. Đồ khốn kiếp, tịch tranh, đồ khốn kiếp. Trâu tình lại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô khóc, phát tiết, quỷ khuất. Trong lòng nghĩ, cô ấy không phải tội nhân, thật sự chỉ là tai nạn. Nhưng không ai tin cô, chỉ có mẹ, ngay cả người mình yêu, cũng vì chuyện ngoài ý muốn này mà phán định mình có tội. Tịch tranh nhìn người gần trong gan tất nức nở run rẩy, cơn tức giận mới đạt tới đỉnh cao, toàn bộ trút xuống. Anh trầm mặt nghiêng người, nhìn chầm chầm áo khoác âu phục của mình thật lâu, mới đắp lên người cô. Ngay sau đó, lại là một cái tác rơi xuống. Tịch tranh mới tỉnh táo lại. Trâu tình chỉ là bề ngoài nhu thuận điềm tĩnh, thực tế chính là một con mèo hoang khó có thể thuần phục. Hắn hất khuôn mặt bị tác hai lần, trêu tức ngước mắt, nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trước mắt, tịch liêm nếu thấy em như vậy, còn có thể động tâm sao? Trâu tình cắn chặt môi run rẩy. Tịch tranh, rốt cuộc em muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Tịch tranh khẽ cười, đôi mắt u ám ngưng tụ, đưa tay vòng qua gáy cô chế trụ, gần từng chữ. Anh muốn em, làm con rối của anh. Tên điên. Trâu tình lắc đầu dãy dụa, tịch tranh lại không hề báo trước tìm môi cô, đè lên thật sâu. Trong khoảnh khắc, đầu óc cô trống rỗng. Thủy mâu ướt sũng hỗn độn, bắt đầu mất tiêu. Lần này, tịch tranh không còn cắn chặt môi cô như lúc ở cầu thang phòng triển lãm nữa, mà thật sự đang hôn cô. Kỹ xảo linh hoạt đẩy răng môi cô ra, khuấy động tất cả thuộc về cô. Cường thế bá đạo, lại hôn sâu như đang tuyên thệ chủ quyền. Cho đến khi cô không nhịn được nức nở, cam tâm tình nguyện sụi lơ trong ngực anh, không phản kháng nữa. Cuối cùng, trâu tình chỉ cảm thấy khó hiểu. Cô nằm sấp trên lòng ngực Phật phòng mạnh mẽ của tịch tranh, nghỉ ngơi một lúc lâu mà tịch tranh dường như cũng yên tĩnh lại mùi tuyết tùng nhàn nhạt nhẹ nhàng vây quanh cô sợ hãi ngước mắt lên đường nét hàm dưới của tịch tranh rất rõ ràng sống mũi anh tuấn cũng cao vút hai cánh tay thon dài hắn khoanh trên người mình rắn chắc hữu lực trâu tình có loại ảo giác rất mãnh liệt hắn không bài xích mình trong xe mở điều hòa trâu tình chỉ mặc nội y và váy bò ngắn cả người cuộn mình trên người tịch tranh rất mập mờ nhận thấy người trong lòng đã nghỉ ngơi đủ rồi tịch tranh cúi đầu giọng nói vẫn lạnh như băng gói áo khoác lại anh đưa em về nghe thấy anh muốn đưa mình về phòng trọ trâu tình giật mình như thế nào không dám cho ta đi lên trâu tình cúi đầu bọc chặt áo khoác anh đưa không dám tin trả lời lung tung phía trên quá nhỏ không chứa nổi người lớn như em Người ở lòng chim Người mới ở lòng chim lời phản bác vừa dứt trâu tình lập tức che mình lại. Hai người bọn họ lúc nào có thể thoải mái đối thoại như vậy? Tịch tranh dời tầm mắt cô, nhận ra mình hơi quá, liền lấy chìa khóa từ phía trước, mở cửa xe cho cô. Cố gắng giả vờ. Đi xuống. Người này, thật đúng là âm tình bất định. Trâu tình âm thầm chăm chọc, chật vật chui ra khỏi xe anh, cũng không quay đầu lại bước nhanh hơn, chạy về phía khu dân cư. Anh kéo cửa sổ xe đóng chặt xuống, để không khí tràn ngập mùi thơm toàn thân cô gái, tản ra ngoài. Một lúc lâu sau, tịch tranh ngồi trở lại vị trí lái. Cánh tay thon dài nhẹ khoát bên cửa sổ xe, ánh mắt u lãnh, nhìn về phía bóng dáng cuối đêm. Cho đến khi biến mất. Hắn mới dường như đã qua mấy đời nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tất cả đều là phong thư tình kia, từng câu từng chữ. Đặc biệt là phía dưới cùng của giấy viết thư, gần hơn 10 hàng viết đi viết lại. Anh tịch tranh, em thích anh. Tiểu Ngãi 2010 anh tịch tranh, em thích anh. Tiểu Ngãi 2011 anh tịch tranh, em thích anh. Tiểu Ngãi 2012 anh tịch tranh, em thích anh. Tiểu Ngãi 2018 Tiểu Ngãi là nhũ danh của Trâu Tình, Tịch Tranh đã biết từ khi còn rất nhỏ. Khi đó Trâu Tình mới 12 tuổi, Tịch Tranh đi dự sinh nhật Trâu Băng, nhìn thấy cô đứng ở góc xa nhất. Trái tim tịch tranh bị châm chọc dữ dội. Anh thu tay về, nắm chặt tay lái, lòng bàn chân dùng sức, một tiếng vang trầm thấp chạy như bay, phá vỡ sự yên tĩnh của khu thành cũ. Lúc này trâu tình vừa leo lên cầu thang, ông chặt âu phục của tịch tranh, thân thể nhẹ nhàng rụt xuống. Chương 8 Nàng là chỗ ngồi liêm cô bạn gái nhỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vào nhà đi trâu tình cởi âu phục của tịch tranh ra trải ngang gối cô chui vào phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen mặc cho hơi nóng bao phủ cô thật sâu trên người còn lưu lại mùi tuyết tùng nhàn nhạt rửa thế nào cũng không nhạt gương mặt non nớt bị hấp đến ửng đỏ hơi thở có chút nôn nóng cô cố gắng xoa đi dấu vết vừa mới bị tịch tranh hôn chỉ còn một nửa thời gian cô hít sâu cả người thất vọng tựa vào bức tường lạnh lẽo ánh mắt mê ly bất an ngọn đèn mờ mịt trên đỉnh đầu ở trong hơi nước, chiếu đến đầu óc cô trì độn. Trâu tình không biết bắt đầu từ đâu, cô và tịch tranh lại có liên quan mờ mịt như vậy. Đêm nay, cô tựa vào vai tịch tranh, mơ một giấc mơ rất dài. Trưa hôm sau, lúc cô và nhậm viêm viêm ăn cơm trưa ở căng tin trường học, nhận được điện thoại của bệnh viện nhắc nhở đóng tiền viện phí. Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Cô nhỏ giọng trả lời đối phương rồi cúp máy, sau khi bấm ngược điện thoại, liền nhìn thẳng vào ánh mắt quan tâm của nhâm viêm viêm đối diện. Mẹ cậu ở bệnh viện, xảy ra vấn đề sao? Nhậm viêm viêm thử hỏi. Không có. Cô lắc đầu, giọng nói mơ hồ mang theo chút cay đắng. Nhâm viêm viêm rõ ràng nghe được bệnh viện thúc giục cô nộp phí, cô không nhận, cũng không vạch trần cô. Hai người im lặng ăn cơm, nhậm viêm viêm vẫn nhịn không được mở miệng. Trâu tình, công ty anh họ tôi gần đây đang tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh người mới, nghe nói chỉ cần vào top 3, sẽ có tiền thưởng có thể lấy, vạn nguyên khởi bước, cô có muốn đi thử một lần không? Nghe thấy đề nghị của nhâm viêm viêm, trâu tình động tâm. Bởi vì vào top 3 thì có tiền. Cô ấy rất cần tiền. Cho dù vợ chồng trâu gia hao tổn không giúp tiếp tục tiền viện phí, cô cũng có thể tự mình ứng trước một chút, kéo dài thời gian. Nhưng sau vụ tai nạn đó, cô đã hai năm không chạm vào máy ảnh nhâm viêm viêm nhìn vẻ mặt do dự của cô biết cô đang suy nghĩ gì nhưng trâu tình hiện tại cần tiền làm bạn tốt nhất định phải đẩy cô một cái vì thế nhậm viêm viêm giữ chặt tay cô tiêm cho cô một liều thuốc trợ tim chỉ cần em gật đầu anh bảo anh họ trực tiếp sắp xếp anh ấy sẽ biết thực lực của em anh họ của nhâm viêm viêm tên là trần sinh lúc ấy trâu băng ngoài ý muốn hắn cũng ở đây buổi chiều một tiết học kết thúc, nhậm viêm viêm liền không hề để cho nàng có một phần lùi bước, trực tiếp lôi kéo nàng đến trần sinh phòng làm việc. Chỉ là trâu tình không nghĩ tới, hiện tại ông chủ phòng làm việc của trần sinh lại là cố huy. Mà cuộc thi người mới này cũng là do cố huy tổ chức. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô, đã xảy ra. Nhìn thấy một mặt kia của trần sinh, cô đứng ở bên cạnh nhâm viêm viêm, nắm chặt đai lưng hai bên không hiểu sao đã ương ước khóc mắt trần sinh cũng cảm thấy bất ngờ chỉ là rất nhanh vẻ kinh ngạc kia đã bị anh nuốt vào đáy mắt mím môi vương tay đã lâu không gặp anh trần sinh trâu tình cũng đưa tay qua khẽ nắm sau khi gặp mặt nhậm viêm viêm sốt ruột đi thẳng vào vấn đề thay bạn tốt anh họ trâu tình tới báo danh cuộc thi lần này nghe thấy cô tới tham gia thi đấu đôi mắt trần sinh khẽ động thật sao đương nhiên là thật nhậm viêm viêm kéo trâu tình lên phía trước vẫn thay cô nói chuyện anh họ anh biết thực lực của trâu tình mà để cô ấy tham gia nhất định có thể làm cho cuộc thi này cuốn lên trần sinh đối với lời nói của biểu mùi mình có chút mắt điếc tai ngơ ánh mắt thì khóa ở trên người trâu tình lời xác nhận lại xuất hiện cậu thật sự xác định cậu có thể chụp lại hình nhân vật lời nói của trần sinh giống như một chiếc chìa khóa chính xác mở ra cánh cửa hội ức Khiến trái tim trâu tình bỗng nhiên cảm thấy bị siết chặt Không được, cô ấy không được Ống kính cuối cùng cô cầm, chính là khuôn mặt trâu băng Cho dù cái chết của trâu băng chỉ là một tai nạn Ngực cô giống như bị nhét một cục bông rất dày, chèn lớn đến mức cô không thở nổi Thấy cô chậm chạp không trả lời, nhậm viêm viêm kéo cánh tay cô, áp sát lại nói Trâu tình, đừng chặn đường của mình Trần Sinh cũng đang nhìn cô, chờ cô giao ra đáp án cuối cùng mà ở nàng khẽ nhúc nhích cánh môi, muốn nói ra cái gì thời điểm một đạo lễ phép nam âm từ sau lưng bọn họ truyền đến. Trần Sinh có khách tới à? Cô và Viêm Viêm cùng nhau quay đầu lại, là Cố Huy mới từ phòng làm việc của mình xuống lầu. Trong tròng mắt Cố Huy hiện lên vẻ kinh ngạc, bạn gái nhỏ của Tịch Liêm lại xuất hiện trong phòng làm việc của bọn họ. Anh Huy, đây là em họ nhầm Viêm Viêm của em, bạn học của cô ấy, Trâu Tình trần sinh giới thiệu với cố huy em họ trâu tình lúc cố huy nhắc tới tên cô tim trâu tình liền đập thình thịch vài cái cũng không phải sợ gặp cố huy mà là ngày hôm qua tịch liêm ngầm thừa nhận khiến ánh mắt cố huy nhìn cô có chút nhiều chuyện xin chào hai học sinh nhẹ nhàng nói làm cho trong phòng làm việc ánh mặt trời đều biến sáng rực rỡ lên trần sinh nói rõ với cố huy ý độ đến đây của hai người nhất là khi nghe trâu tình muốn tham gia thi đấu, cố Huy như cười như không ngước mắt nhìn cô một cái. Đơn giản hỏi ý kiến quy tắc thi đấu một chút, trâu tình liền muốn kéo nhâm viêm viêm đi. Đột nhiên, cố Huy gọi cô lại, tịch liêm chơi cờ trên lầu, không cùng lên sao? Tịch liêm là ai? Nhậm viêm viêm buồn bực, nghiêng đầu hỏi trâu tình. Nghe thấy cố Huy nói vậy, trần sinh nhíu mày, nhìn về phía cô. Tịch liêm, đại thiếu gia tịch gia, là bạn đời với cố huy cả tòa nhà đều biết nhưng tịch liêm là anh ruột của tịch tranh điểm này trần sinh cũng biết làm sao cô liên lạc được với tịch gia trâu tình cảm nhận được ánh mắt truy hỏi của mọi người lông mi thon dài không tự giác lóe lên che giấu một chút kích động nói không biết đi cố huy nhất định sẽ nói cho tịch liêm bên này cô không dễ qua cửa nói quen đi trần sinh sẽ đánh dấu chấm hỏi thật to dưới đáy lòng ngày tang lễ của chị họ trần sinh đã tận mắt chứng kiến tịch tranh giận mình như thế nào cô âm thầm bóp chặt lòng bàn tay cho đến khi đau đớn khiến cô trở nên lý trí hai người chọn một nàng chọn thứ hai sau đó cô ngước mắt bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía cố huy làm phiền cố tiên sinh dẫn đường cô vừa dứt lời biểu tình trên mặt trần sinh cứng đờ một chút cho đến khi cô đi ra khỏi phòng làm việc anh vẫn còn kinh ngạc cuối cùng Cô chỉ nghe thấy Trần Sinh giữ chặt Cố Huy hỏi. Quan hệ giữa tịch đại thiếu gia và cô ấy. Cố Huy cười nói, cô ấy là bạn gái nhỏ của tịch Liêm. Trong khoảnh khắc, trâu tình tê dại nửa người, nắm chặt cánh tay Viêm Viêm. Viêm Viêm cảm nhận được phản ứng khác thường của cô, quan tâm hỏi. Sao vậy? Cô ngẩng mặt lên, đẩy lòng chột dạ, không có. Các cô đi theo Cố Huy vào thang máy, rất nhanh, thang máy đã mở cửa ở tầng 9 đi ra khỏi thang máy, trước mặt họ là một văn phòng không có cửa. Rất lớn, ánh mặt trời cũng rất đầy đủ. Trước cửa đặt rất nhiều ảnh chụp, lớn nhỏ, đều là tác phẩm xuất sắc của Cố Huy. Nhìn từ bên trong, tịch liêm đang ngồi ngay ngắn trước bàn cờ. Chương 9 Gặp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tịch liêm cũng giống như tịch tranh, đều có màu da trắng lạnh. Chỉ là tịch liêm bị bệnh tật cuốn thân, trắng bệt lộ ra một chút mệt mỏi sẽ làm cho người ta đau lòng không hiểu sao hắn xắn ống tay áo lên lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ trắng nõn gân mạch màu xanh trên mu bàn tay có thể mơ hồ nhìn thấy còn mang theo một ít điểm đỏ cảm giác là bị kim tiêm nhiều lần đâm xuyên qua lưu lại dấu vết sinh mệnh kéo dài tịch liêm xem tôi mang ai đến đây cố huy tranh công kêu to một tiếng tịch liêm cũng buông quân cờ trong tay xuống nhìn về phía cửa qua wow, anh ấy đẹp trai quá viêm viêm bị ánh trăng trong veo của tịch liêm làm cho kinh ngạc không khỏi kích động bên tai cô ánh mắt tịch liêm vẫn tĩnh lặng chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt thanh lịch phấn chấn của trâu tình trên mặt hồ bình tĩnh nổi lên một tầng gợn sóng chào tịch tiên sinh trâu tình mỉm cười đôi mắt ướt sũng cùng kính đứng ở cửa ra vào gọi hắn thanh âm êm tai khiến tiếng lòng tịch liêm thắt chặt tịch tiên sinh ánh mắt cố huy lóe lên cảm thấy hai người bọn họ đang chơi lạc mềm buộc chặt tịch liêm bỏ qua phản ứng của bạn tốt mỉm cười quan sát người trước mắt vừa tan học ừm trâu tình ngoan ngoãn gật đầu cảm giác đối thoại giống như đang tương tác với một người lớn tuổi viêm viêm bên cạnh cô khẽ đụng vào cô anh trai đẹp trai như vậy anh quen biết từ khi nào cũng không nói cho em biết tịch liêm nghiêng tai nghe cô gái bên cạnh nói khẽ nhếch khóe môi. Đại Phương tự giới thiệu. Tịch Liêm, chào bạn học này. Tịch Liêm. Là đại thiếu gia Tịch Liêm của Quảng Thành sao? Tịch Liêm đã quyên góp cả một thư viện cho trường chúng ta. Lời nói giật mình của Viêm Viêm có chút lớn, hưng phấn giống như ngẫu nhiên gặp được theo đuổi ngôi sao trong cuộc sống, trâu tình có chút quẩn bách. Cô kéo Viêm Viêm kích động, bình tĩnh, nếu để anh Trần Sinh thấy anh như vậy, mất mặt muốn chết là tịch liêm tôi có thể không kích động sao tịch liêm nhìn giọng điệu hoạt bát của hai cô gái vẻ mặt càng thêm như mộc xuân phong cố huy bắt được điểm ấy của cậu hai người lại đây đi cùng tịch liêm trong tin đồn hảo hảo uống chén trà lâm lôi gọi hai người tới hai người ngồi trong đó nhằm viêm viêm dựa vào cố huy cô thì dựa vào tịch liêm nhưng cô vẫn kéo ra một khoảng cách nhất định trâu tình tạm thời không muốn viêm viêm biết quá nhiều chuyện giữa cô và tịch liêm viêm viêm từ lúc ngồi xuống vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn tịch liêm kẹp ở giữa hai người trâu tình rất muốn biến mình thành trong suốt để cho bạn tốt của mình nhìn đủ tịch liêm cũng không phản cảm có chút yêu ai yêu cả đường đi cứ mỉm cười thản nhiên như vậy đột nhiên hắn mang theo xoan mũi hô hấp nhẹ nhàng giọng nói vang lên hôm nay tại sao lại ở đây châu tình thấy anh đặt câu hỏi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đầu gối, hơi thu lại, đến đăng ký thi đấu, không biết đây là công ty của cố tiên sinh. Hả? Thi đấu? Cô ấy tới đăng ký cuộc thi nhiếp ảnh mới tuần sau. Cố Huy một tay nâng chén trà lên, uống một ngụm trà nóng trêu ghẹo bạn cũ nói, cậu không để bụng đâu. Cố kế ngoài lời cố ý, viêm viêm cũng nghiêng cổ, nghiên cứu nghiêng về trâu tình. Lông mi trâu tình khẽ run, ánh mắt né tránh, giống như có bí mật gì đó sợ bị biết. Tịch liêm phát hiện, đưa cho anh em một ánh mắt có chừng mực, nhẹ giọng nói. Cậu thích chụp ảnh, có thể thử xem. Từ, trâu tình cảm thấy ngồi như vậy, thật sự là dày vò. Đang suy nghĩ làm sao kéo viêm viêm chạy, điện thoại tịch liêm đặt trên bàn trà vang lên. Hắn không kiên dè mở khóa nghe máy. Trong phòng làm việc yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương, là một giọng nam trầm thấp tự tính ăn cơm sao tịch liêm anh ở gần đây tôi đang ở dưới lầu cố huy muốn ăn cơm tôi đi lên tịch liêm nhìn trâu tình giờ di động nhỏ giọng hỏi cùng ăn cơm tối không cần được trâu tình vội vàng xua tay nhâm viêm viêm vui mừng gật đầu cố huy bên cạnh thấy thế nở nụ cười tịch liêm quay đầu nói với đầu dây bên kia lên đi trâu tình cảm thấy người kia khẳng định rất đáng sợ. Kết quả, không ngoài dự đoán. Năm phút sau, cô liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng như vậy. Sống lưng cô cứng đờ, trong quần áo tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhớ tới ngày hôm qua hắn chụp mình ở trong xe nổi điên, nói mình là con rối của hắn, còn rõ mồn một trước mắt. Là. Hắn là. Nhâm viêm viêm nhìn thấy người tới là tịch tranh, khiếp sợ đến mức cầm sắp không khép lại được kéo cánh tay trâu tình. Cô vẫn luôn biết, trâu tình có một người từ nhỏ đã thích đến bây giờ, người đó chính là tịch tranh học cùng trường với bọn họ. Lúc ấy người trong trường còn không biết, tịch tranh là con nhà giàu nhất Quảng Thành. Chỉ biết là, người này học phú ngũ xa, ngạo khí lăng nhiên rất khinh thường người. Cả trường, chỉ có chị họ trâu băng của trâu tình, như hình với bóng. Tịch tranh sải bước đến, một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ áo cắm dục đeo cà vạt màu xanh đậm quần tây màu đen được cắt may khéo léo, đem dáng người một mét chín của anh, trang trí đến rụt rè ưu nhã. Từ khi anh trai bị bệnh, tịch tranh đã gánh vác công việc lớn nhỏ của gia tộc, mỗi người gánh vác nửa bầu trời. Hắn vừa mới hoàn thành, trên người lắng động tất cả đều là nam sĩ tinh anh thương mại, hương vị thành thục cao cấp nội liễm. Trâu tình không khỏi liếc hắn một cái, hoảng loạn hạ tầm mắt xuống. Có lẽ phản ứng của nhâm viêm viêm hơi đột ngột, gương mặt vốn lãnh đạm của tịch tranh lại âm trầm vài phần. Nhiều người như vậy. Tịch tranh đi tới bên cạnh tịch liêm, không mặn không nhạt mở miệng. Tịch liêm cười yếu ớt. Trâu tình vừa đưa bạn đến chỗ cố huy, muốn cùng ăn một bữa cơm. Ăn tối với hắn. Trâu tình ninh có thể chết đói. Cô cười khổ rũ mắt, đẩy lòng lo lắng tìm cớ cự tuyệt. Ánh mắt tịch tranh không khỏi né tránh, nhìn cô chầm chầm, giọng nói như nặng như nhẹ các người định đoạt nghe thấy anh đồng ý trâu tình không kịp đề phòng giật mình nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một chùm sáng lạnh nóng rực trần trụi đem nàng chiếu vào trong đó ước gì trong khoảnh khắc đem nàng hóa vậy xuất phát đi tôi lái xe tới đây cố huy đứng dậy đi lấy chìa khóa xe tịch liêm gọi anh lại không cần chúng ta ngồi chung một chiếc hai nữ sinh đi theo phía sau bọn họ lúc muốn vào thang máy Viêm viêm túng lấy cặp sách của trâu tình, đè nặng giọng nói. Tịch tranh, người đó là tịch tranh, anh ấy không hận em sao? Làm sao có thể không hận? Trâu tình chua xót nói. Viêm viêm, chờ trở về, chờ trở về anh sẽ nói với em. Ừm. Nhâm viêm viêm gật đầu, cùng cô đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng, bốn người đứng, một người ngồi. Trâu tình rụt người dựa vào góc, trốn sau viêm viêm, cố gắng không để mình nổi bật. Bầu không khí quá mức yên tĩnh, có chút kỳ quái. Cố Huy đột nhiên nhắc tới chuyện thi đấu, bảo trâu tình báo danh hai ngày nay. Chuẩn bị tốt tác phẩm, giao trước ba ngày. Nghe thấy Cố Huy nói vậy, đôi mắt tịch tranh nhún lạnh lẽo muốn thêm vài phần cảm xúc, như có như không đảo qua khuôn mặt trâu tình đang trốn ở một góc. Chương 10 Nguy hiểm ý nghĩ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đoàn người đi ra khỏi thang máy cố huy đẩy tịch liêm ở phía trước nhâm viêm viêm đứng giữa cô và tịch tranh khoảng cách này không quá gần nhưng cô luôn có thể nhận ra áp suất thấp trước khi cơn bão ập đến trên người tịch tranh là bởi vì mình và tịch liêm lại một lần nữa chạm mặt trước mắt anh hay là bởi vì cố huy nói mình muốn dự thi trâu tình cảm giác cả hai đều chiếm một chút từ sau chuyện của chị họ nhiếp ảnh biến thành hung khí của chị mỗi người nghe thấy đều sẽ thức tỉnh con dao nhọn nhìn kỹ tội ác trong lòng ra khỏi cửa chiếc Rolls-Royce của tịch liêm đã dừng ở ven đường trợ lý đặc biệt xuống xe đưa tịch liêm lên xe cố huy ngồi ghế phụ hai nữ sinh ngồi phía sau là vừa vặn hơn nữa tịch tranh luôn tự mình lái xe tới đây tịch liêm nghiêng người mặt mày dịu dàng nói với cô trâu tình lên đây nhâm viêm viêm cũng thức thời đứng ở một bên chờ cô lên trước ngay khi cô vừa cúi người xuống ba lô phía sau đã bị người dùng sức kéo lấy giọng nói lạnh lùng của tịch tranh từ phía sau truyền đến cô trâu cô đi cùng xe với tôi tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía tịch tranh tịch tranh bình tĩnh lộ vẻ mặt mừng giận trong mắt là mệnh lệnh không thể ngổ nghịch buổi sáng vừa vặn đang bàn hợp đồng nhà trâu tiểu thư cô không muốn biết kết quả sao tịch tranh rõ ràng đang gây áp lực cho cô vụ án của trâu truyền hùng trâu tình vừa nghe bước chân nghe lời lùi lại một bước đứng bên cạnh anh đôi môi trắng nhợt của cô khẽ mở viêm viêm anh lên xe trước đi chờ gặp lại nói xong lại cười với tịch liêm đang chờ trong xe tịch tiên sinh bạn tôi làm phiền anh rồi ánh mắt tịch liêm khẽ động nhìn hai người bên ngoài xe một cái cũng không nói gì nữa hướng trợ lý đặc biệt phía trước vẫy tay ra lệnh lái xe trâu tình bị tịch tranh dẫn theo Bentley Âu Lục phía sau. Đứng ở phía sau cửa xe trước, trâu tình chợt nghĩ đến tối hôm qua ở hắn trong xe phát hiện hết thảy, nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, nổ một cái đỏ lên. Tịch tranh nghiêng người ngồi vào ghế lái, sau khi thắt dây an toàn còn chưa thấy người lên xe, liền bấm còi. Kích thích, trâu tình lấy lại tinh thần kéo cửa sau xe. Nhưng nhiều lần đều kéo không ra, cửa đã khóa. Cô vô thức biểu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận như bánh bao thịt, tịch tranh ngồi trong xe nhìn đầy hứng thú. Tiếp theo, cô lại vỗ cửa sổ xe phía trước hai cái. Lúc này, tịch tranh mới thờ ơ hạ cửa sổ xe xuống, giọng nói rất nhạt. Ngồi phía trước. Kỳ thật trâu tình rất không muốn ngồi cùng một chỗ với tịch tranh, nhưng nghĩ tới viêm viêm phía trước, cô vẫn kiên trì ngồi vào. Dây an toàn. Người còn chưa ngồi vững, tịch tranh đã không kiên nhẫn thúc giục trâu tình buộc lại vẻ mặt nhu thuận nhìn về phía trước ngay cả hô hấp cũng cẩn thận từng ly từng tí sợ một cái thở ra nặng nề bên cạnh bom hẹn giờ sẽ nổ tịch tranh cũng không nói gì tự lái xe trên xe không khí rất thơm cùng hắn tự mang tuyết tùng hương vị giống nhau như đúc anh mở bài hát là một bài hát tiếng anh trâu tình chưa bao giờ tiếp xúc với tịch tranh ngoài trí nhớ ấn tượng của cô đối với anh còn tồn tại trong bữa tiệc sinh nhật khi còn bé tuy rằng sau này lớn lên cũng gặp qua ở trong trường học nhưng đó đều là khoảng cách rất xa xôi cho dù hắn vẫn ở cùng một chỗ với chị họ trâu tình cũng rất ít khi tới gần đều là chờ hắn đi rồi nàng mới đi lên tìm chị họ hiện giờ ngồi ở khoảng cách bên cạnh hắn như vậy có thể len lén dùng dư quan đánh giá sườn mặt tinh xảo của hắn trâu tình cảm thấy giống như nằm mơ đây chính là nàng xác định tâm ý bắt đầu vẫn giấu ở đáy lòng mộng đẹp. Đột nhiên, không biết lái bao lâu, tịch Tranh không hề báo trước đạp phanh. Nàng từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Trước mắt là cảnh tượng nàng chưa từng thấy qua. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là màn đêm buông xuống bờ biển. Bọn họ không phải đi ăn cơm sao? Trâu Tình siết chặt cặp sách trên đùi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tịch Tranh. Thanh âm vội vàng xao động, rồi lại nhỏ bé chúng ta tới nơi này làm gì viêm viêm bọn họ còn đang chờ ta một chữ cuối cùng còn chưa dứt tịch tranh đã phun ra hai chữ đi xuống cái gì trâu tình trừng to mắt không thể tin lại nhìn ra ngoài cửa sổ buổi tối bên bờ biển tịch tranh muốn vứt bỏ mình ở đây viêm viêm còn đang chờ em cô cắn môi không nghe ánh mắt tịch tranh mất kiên nhẫn cầm điện thoại lên gọi tiếp theo anh một tay cởi dây an toàn, nghiêng người tựa vào cửa xe. Con người sâu không thấy đấy, cứ như vậy trực tiếp rơi vào trên người nàng. Nhìn nàng giống như con mèo nhỏ bị dụ dỗ bán đứng, kinh hoảng lại cuộc cường. Đợi điện thoại đối phương chuyển được, tịch tranh lập hồ sơ dự tính đã lâu phát huy tác dụng. Anh, hai người ăn trước đi, vừa xuống đường cao tốc em lái nhầm hướng, phải đi một vòng lớn. Tịch liêm ở trên xe trầm mặt hồi lâu, mới đáp lời. Được, trâu tình chăm sóc em nghe thấy tịch liêm để ý đến cô sắc mặt tịch tranh không chút che giấu trầm xuống nhìn thấy hắn biến hóa trâu tình bất an tăng thêm một phần sau khi cúp điện thoại tịch tranh đặt di động lên quầy lễ tân trong xe ánh mắt anh lạnh lùng hương vị trào phúng nồng đậm thủ đoạn cuốn lấy tịch liêm của cô thật sự càng ngày càng cao còn có thể tìm được cố huy tôi thật coi thường cô trâu tình không có chỉ là tình cờ gặp được tịch tranh cười lạnh căn bản không tin lời giải thích của cô trâu tình rất đẹp là loại tiền rất khó làm cho người ta không động tâm khi còn bé là như vậy sau khi lớn lên càng là như vậy cô muốn lợi dụng tư sắc quyến rũ tịch liêm tỷ lệ thành công rất lớn mấy năm nay tịch gia lão thái cho hắn xem xét nhiều tiểu thư danh viện như vậy tịch tranh thật chưa từng thấy qua nữ nhân nào có thể làm cho ca ca hắn nhớ kỹ như vậy nhất là nàng mỗi lần ở trước mắt mình lo lắng bị sợ dáng vẻ, cực kỳ giống một cái vô lực như nhũng ra mèo nhỏ. Đôi mắt mềm mại hiện ra nước mắt, còn có nhung mau mơ hồ có thể thấy được trung chảy trên mặt, đều mịt mờ khiến người ta ngứa ngáy. Bộ dạng đó của cô, tịch liêm nhìn thấy sẽ như thế nào? Trong nháy mắt, tịch tranh không hiểu sao lại có ý nghĩ nguy hiểm muốn giấu cô đi. Suy nghĩ này cực kỳ giống hỏa tuyến bị đốt cháy trong đêm tối, đống lửa nhỏ có thể cháy lan ra đồng cỏ. Đụng phải. Tịch tranh giật khóe môi, giơ ngón tay thon dài lên, mạnh mẽ đè lên đôi môi trắng bệt của cô. Nàng giờ phút này, giống như là tùy thời chờ đợi bị lăng trì khôi lỗi, lui cũng không phải, tiếng cũng không phải. Chỉ có thể cắn chặt môi, từ một tiếng. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Tịch tranh cười lạnh. Di chuyển cánh tay trên môi cô, lấy một tập tài liệu viết trâu thị từ ô vuông bên cạnh, ném lên người cô. Trâu thúc thúc muốn con thay trâu băng gã vào tịch gia, tiếp tục mặc cho hắn sử dụng, nhưng hắn đánh giá quá cao tội nhân con. Hai chữ tội nhân, tịch tranh cắn rất nặng. Kế hoạch bị nhìn thấu, cảm giác xấu hổ của trâu tình từ lòng bàn chân thẳng từ đỉnh đầu. Thì ra anh đã sớm nhìn thấu tất cả, vào bữa tiệc tối hôm đó mới có thể mang mình đi, cùng mình. Trong giây phút này, trâu tình cảm thấy tịch tranh là một người có lòng dạ sâu sắc cùng thiếu niên trong hồi ức của cô quả thực như hai người khác nhau xương ngón tay trắng bệt của cô co rút lại trên tờ giấy kia xuống đi từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tịch liên nói xong tịch tranh trực tiếp vòng qua người cô quyết tuyệt mở cửa xe cho cô trong màn đêm bờ biển yên tĩnh nguy hiểm mỗi một tấc gió biển đánh tới đều giống như một thanh đao sắc bén tuy ý cạo trên người trâu tình cho đến khi da tróc thịt bông máu tươi đầm đìa cũng không chịu buông tay dọc theo đường đi điện thoại trâu tình vang lên ba lần hai lần là nhậm viêm viêm gọi điện thoại một lần là trần sinh